Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, chắc chắn cô bác đều biết hoa quả là một trong những nhóm thực phẩm rất tốt cho sức khỏe bởi chúng có chứa nhiều vitamin và các dưỡng chất quan trọng mà cơ thể của chúng ta cần. Trong đó, chuối cũng không ngoại lệ cô bác nhé. Thế nhưng có một sự thật rằng 99% cô bác ở đây thường chỉ ăn chuối chín, còn chuối xanh thì rất ít khi ăn. Thậm chí có không ít cô bác chưa bao giờ đụng đũa tới món ăn này. Tuy nhiên, có thể là cô bác chưa biết đó thôi. Chuối xanh tại Nhật Bản nhiều thời điểm có giá 3 triệu đồng một nai. Nhiều cô bác sẽ không tin, thế nhưng với người Nhật thì mức giá này vẫn là rẻ, bởi vì chuối xanh mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Do vậy, trong video ngày hôm nay, Sức Khỏe Mỗi Ngày xin được chia sẻ tới quý cô bác 6 công dụng của chuối xanh khiến cho chúng ta phải bất ngờ. Xin mời cô bác cùng theo dõi để thôi thở ơ với loại quả rẻ tiền này nhé. Thứ nhất, chuối xanh hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa. Có cô bác nào ở đây đã từng nghẹn vì ăn chưa ạ? Hẳn là sẽ có một vài lần chúng ta gặp hiện tượng này có phải không? Tuy nhiên thì việc nuốt khó và nghẹn thường gặp ở người cao tuổi vì khi cơ thể cô bác bị lão hóa, các ống tiêu hóa cũng bị thu hẹp dần, thành biểu mô của niêm mạc miệng sẽ mỏng hơn, gây khó khăn trong quá trình nhai nuốt. Nếu ăn vội vàng, cô bác không tập trung sẽ dễ bị nghẹn với biểu hiện thường gặp. Đó là nuốt khó, đột ngột khó thở, ho dữ dội, thức ăn bị tắc ở họng, thực quản, khí quản. Trong trường hợp nặng, nếu chúng ta không xử lý kịp thời, nghẹn có thể gây ra tình trạng thiếu oxy trầm trọng, dẫn tới tử vong. Thế nhưng quan trọng hơn, đây cũng là biểu hiện đầu tiên cảnh báo hệ tiêu hóa của chúng ta đang dần xuống cấp. Chính vì vậy, lúc này chúng ta nên bổ sung chế độ dinh dưỡng hợp lý để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Trong khi đó, quả chuối sở hữu lượng chất xơ dồi dào, một quả chuối trung bình có khoảng 3 gram chất xơ. Mà cô bác biết đấy, chất xơ thì có vai trò làm sạch đường ruột và ngăn ngừa nhiều vấn đề về tiêu hóa. Nói rõ hơn, chuối chứa hai loại chất xơ chính, bao gồm pectin, có xu hướng giảm khi chuối chín, và kháng tinh bột, được tìm thấy trong chuối chưa chín cô bác nhé. Kháng tinh bột không được tiêu hóa khi đi qua ruột non và dừng lại ở ruột già, nơi chúng trở thành thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong ruột của cô bác. Ngoài ra, một số nghiên cứu trong ống nghiệm cho biết rằng pectin có khả năng ngăn ngừa ung thư ruột kết mà cô bác dễ mắc phải. Hơn nữa, chuối còn có khả năng hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản. Lý do vì khi được tiêu hóa, chuối kích thích bài tiết dịch nhầy, tái tạo niêm mạc, giúp vết loét của cô bác mau phục hồi. Thứ hai, chuối hỗ trợ sức khỏe cho tim mạch. Như chúng ta đã biết thì kali là một khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của tim, đặc biệt là trong kiểm soát huyết áp của chúng ta. Mặc dù đây là dưỡng chất quan trọng, nhưng rất ít cô bác quan tâm đến việc bổ sung kali trong chế độ ăn hàng ngày. Thay vào đó thì chúng ta thường bổ sung các loại vitamin nhiều hơn. Vậy nên trong bữa ăn hàng ngày, các bác nên chủ động thêm các loại thực phẩm này vào bữa ăn của mình để đảm bảo cơ thể luôn có đủ kali. Và chuối là một ví dụ điển hình. Theo các chuyên gia về sức khỏe, chuối là nguồn kali dồi dào. Một quả chuối cỡ 118g thì có chứa đến 9% RDI kali. Chế độ ăn giàu kali giúp cô bác giảm huyết áp. Những cô bác nào ở đây tiêu thụ nhiều kali có ít nguy cơ mắc bệnh tim hơn so với cô bác ít tiêu thụ dưỡng chất này. Hơn nữa, chuối chứa một lượng vừa đủ magie. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Thứ ba, ăn chuối để kiểm soát lượng đường huyết. Cô bác biết là cơ thể tạo ra đường trong máu bằng cách tiêu hóa một số loại thực phẩm thành gluco lưu thông trong máu. Đường trong máu được lưu trữ trong các tế bào để chuyển hóa thành năng lượng sử dụng khi cần thiết. Tuy nhiên, quá nhiều đường trong máu có thể gây hại đối với sức khỏe của chúng ta. Điển hình là bệnh tiểu đường type 2, đặc trưng bởi nồng độ đường máu cao hơn so với giới hạn bình thường của cơ thể của chúng ta. Từ đó, nếu bệnh tiểu đường nếu không được kiểm soát chặt chẽ thì có thể sẽ dẫn đến các vấn đề về tim, thận, mắt và mạch máu nữa đấy. Trong khi đó thì một trong những tác dụng nổi bật của chuối đó là giúp kiểm soát đường huyết. Loại trái cây này rất giàu pectin, một loại chất xơ có hình dạng cấu trúc xốp. Hơn nữa, chuối chưa chín, kháng tinh bột, hoạt động chất xơ hòa tan và không được tiêu hóa. Cả pectin và kháng tinh bột có thể làm giảm lượng đường trong máu của chúng ta sau khi bữa ăn
và giảm cảm giác thèm ăn bằng cách làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày. Thậm chí, trong nhiều nghiên cứu, chuối cũng xếp hạng thấp đến trung bình theo bảng chỉ số đường huyết. Đây là thang đo từ 0 đến 100 về mức độ thức ăn làm tăng lượng đường trong máu. Cô bác có thể hiểu là giá trị GI của chuối chưa chín là khoảng 30, trong khi chuối chín xếp hạng khoảng 60. Giá trị trung bình của tất cả các dạng chuối là khoảng 51. Điều này có nghĩa là chuối không gây ra sự gia tăng đột biến lớn về lượng đường trong máu ở những cô bác khỏe mạnh. Tuy nhiên, chắc chắn là nhiều cô bác ở đây sẽ thắc mắc bị tiểu đường, ăn nhiều chuối thì có tốt hay không? Nếu ăn chuối chín quá nhiều, cô bác vẫn có nguy cơ tăng đường huyết đột ngột. Vì vậy, cần kiểm soát khẩu phần ăn hàng ngày và thường xuyên theo dõi đường huyết. Một thông tin có lợi cho cô bác nào ở đây đang mắc bệnh tiểu đường là kháng tinh bột trong chuối xanh có khả năng cải thiện độ nhạy của insulin. Điều này rất có ý nghĩa với bệnh nhân tiểu đường type 2. Ngoài ra thì thành phần vitamin B6 trong chuối đóng vai trò hình thành nên hemoglobin và một protein vận chuyển oxy và kiểm soát đường huyết hiệu quả, cô bác nhé. Tác dụng thứ tư, tác dụng của chuối xanh hỗ trợ tập thể dục. Chuối thường được gọi là thực phẩm hoàn hảo cho các vận động viên nhờ hàm lượng khoáng chất và các dễ tiêu hóa. Theo đó, lượng các trong chuối được hấp thu nhanh sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng, cô bác nhé. Riêng kali được bổ sung sẽ giúp chúng ta phòng tránh được tình trạng mất nước. Không những vậy, loại quả này còn sở hữu nhiều thành phần như chất chống oxy hóa, chất xơ, vitamin B6 rất cần cho việc tập luyện mà những loại thức uống tăng lực hiện nay không thể đáp ứng được. Bật mí thêm với cô bác là việc ăn chuối có thể giúp cô bác giảm chuột rút cơ bắp liên quan đến tập thể dục và đau nhức đến khoảng 95%. Do vậy, nếu chúng ta đang lựa chọn một món để lót dạ trước và sau khi tập thể thao thì chuối chính là lựa chọn tuyệt vời. Thứ 5, tác dụng của chuối hỗ trợ giảm cân. Cô bác biết đấy, chuối xanh là một loại trái cây có vị chát và chứa nhiều chất xơ nên có khả năng làm sạch ruột, loại bỏ chất béo và các tạp chất khác có trong cơ thể. Chính vì vậy, ăn chuối xanh luộc sẽ giúp cho chúng ta giảm cân rõ rệt. Hơn nữa, chuối có ít calo. Một quả chuối trung bình chỉ có hơn 100 calo nhưng vẫn chứa đầy đủ dinh dưỡng để chúng ta luôn cảm thấy no. Việc tiêu thụ nhiều chất xơ từ rau và trái cây như chuối liên tục có thể giúp cho chúng ta hỗ trợ giảm cân. Chưa kể, chuối chưa chín có chứa nhiều kháng tinh bột. Vì vậy, chúng sẽ có xu hướng khiến chúng ta nhanh no và làm kìm hãm cơn thèm ăn. Điều này có thể góp phần giúp cho chúng ta giảm trọng lượng cơ thể một cách lành mạnh. Và cuối cùng, ăn chuối cải thiện chức năng thận. Như tôi đã chia sẻ thì chuối xanh có chứa rất nhiều kali. Trong khi đó, kali rất cần thiết cho việc kiểm soát huyết áp và chức năng thận của cô bác được khỏe mạnh. Theo đó, một nghiên cứu kéo dài 13 năm ở các bác nữ đã cho thấy rằng những cô bác ăn chuối 2-3 lần mỗi tuần thì có nguy cơ mắc bệnh thận thấp hơn 33%. Các nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng những cô bác ăn chuối 4-6 lần mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh thận thấp hơn 50% so với những người không ăn chuối. Do vậy, chúng ta đừng ngần ngại mua chuối về luộc. Cô bác thân mến, như vậy cô bác có thể thấy là chuối xanh có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp nguồn vitamin dồi dào cho cơ thể. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa tất cả chúng ta đều có thể ăn chuối xanh. Thậm chí với một số cô bác có bệnh kỵ với chuối, ăn loại quả này có thể gặp nguy hiểm. Trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay, Sức khỏe mỗi ngày xin được chia sẻ đến cô bác những lưu ý mà chúng ta cần phải lưu ý và cực kỳ cẩn trọng để tránh rước thêm bệnh tật vào người. Thứ nhất, cô bác nào đang cần sự tỉnh táo? Nếu như cô bác để ý sau khi ăn chuối, nhất là sau khi ăn bữa tối, thì chúng ta sẽ có cảm giác hơi buồn ngủ. Điều này là do trong chuối có một chất đặc biệt tác động đến hệ thần kinh não bộ của cô bác. Đó cũng là lý do vì sao cô bác có thể ăn chuối trước giờ đi ngủ để có thể nhanh buồn ngủ, nhưng nên tránh ăn chuối khi đang lái xe đường dài hoặc trong những lúc mà chúng ta cần sự tỉnh táo. Vì trong chuối có chứa tryptophan, một axit amin mà cơ thể chúng ta không tự tổng hợp được. Thành ra vào thời điểm chúng ta cần một não bộ minh mẫn, việc ăn chuối sẽ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thần kinh của chúng ta. Hơn nữa, carbohydrate trong chuối có thể ngăn chặn các axit amin khác do cơ thể chúng ta tiết ra, cho phép tryptophan vào não, từ đó tạo ra serotonin,
serotonin sẽ khiến cho các cô các bác có cảm giác buồn ngủ. Người bị táo bón tiêu chảy không nên ăn chuối. Nhiều cô bác ở đây có thể chưa biết táo bón phổ biến nhất trong các bệnh lý về đường tiêu hóa trên thế giới với tỷ lệ 17% dân số toàn cầu. Trong đó chỉ có 12% các cô bác có thể tự xác định được bệnh. Táo bón xảy ra ở mọi lứa tuổi của bác nhé, nhưng phổ biến hơn ở những người trên 65 tuổi với tỷ lệ 30-40%. Thành ra càng về già, chúng ta càng lưu ý để ăn nhiều thực phẩm dễ tiêu hóa phải không nào? Đó cũng là lý do vì sao nhiều cô bác ở đây cho rằng ăn chuối có thể giúp nhuận tràng thông tiện, nên có một số cô bác bị táo bón thường xuyên khi ăn chuối. Tuy nhiên, trên thực tế, chuối không những không giải quyết được chứng táo bón mà ngược lại còn khiến cho táo bón nặng hơn. Bên cạnh đó, cô bác nào ở đây đang bị tiêu chảy cũng không nên ăn chuối chín bởi lượng xơ mềm oligosaccharide giúp nhuận tràng. Chất này sẽ làm cho bệnh tiêu chảy càng nặng hơn. Và cuối cùng, không ăn chuối xanh luộc liên tục trong một thời gian dài. Các cụ vẫn nói dục tốc bất đạt, cho nên cô bác không thể ăn triền miên chuối xanh luộc để giảm cân. Việc giảm cân sẽ không có tác dụng nếu như chị chăm chăm tới khâu ăn chuối xanh luộc mà quên mất việc tập luyện thể dục thể thao, cũng như có một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Đồng thời, cũng có rất nhiều cô bác ở đây cơ thể không phù hợp với việc ăn chuối xanh luộc giảm cân. Vì vậy, nếu đã ăn nhiều mà không có tác dụng thì chúng ta nên dừng lại, chứ đừng cố đấm ăn xôi tiếp tục phương pháp giảm cân này. Bên cạnh đó, cô bác cũng nên tham khảo lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng hoặc các bác sĩ để có chế độ ăn hợp lý hơn. Với chuối xanh luộc, chúng ta chỉ nên ăn tối đa trong vòng 1 tuần. Nếu kéo dài quá lâu, có thể sẽ dẫn tới tình trạng táo bón, không tốt cho hệ tiêu hóa nhé. Các cô bác thân mến, chung quy lại, cô bác có thể thấy với những giá trị dinh dưỡng và lợi ích dành cho sức khỏe, dễ hiểu vì sao chuối xanh được bán với giá thành đắt đỏ tại Nhật Bản. Trong khi đó, đây là loại quả rẻ tiền ở nước ta, thậm chí là nhiều vùng quê đi xin về cũng chẳng cần phải bỏ tiền mua. Vậy nên cô bác đừng lãng phí của quý trời ban để có thể nhận về 6 lợi ích bất ngờ từ chuối xanh dành cho sức khỏe của chúng ta. Thứ nhất, chuối xanh hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa. Thứ hai, chuối hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Thứ ba, ăn chuối để kiểm soát lượng đường huyết. Thứ tư, tác dụng của chuối xanh hỗ trợ tập thể dục. Thứ năm, tác dụng của chuối trong việc hỗ trợ giảm cân. Và cuối cùng, ăn chuối cải thiện chức năng thận. Điều cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tâm lý vui vẻ, lạc quan, tránh suy nghĩ lo lắng. Chỉ khi sức khỏe tinh thần tốt kết hợp với việc ăn uống điều độ, đúng cách thì chắc chắn chúng ta sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.